Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 28 tháng 6 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tăng cường đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn, những điều cần làm ngay để tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên chính sân nhà. Dự thảo quy định về thời gian sử dụng và chất lượng máy móc nhập khẩu vào Việt Nam. Một số doanh nghiệp nước ngoài đánh giá thông tư này có nguy cơ ngăn cản hoạt động đầu tư của họ vào Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tôn vinh giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, cũng là nơi hình thành nhân cách của con trẻ. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 28 tháng 6, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã đến viếng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê tại nhà riêng. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê được coi là cây đại thụ trong dòng âm nhạc dân tộc của Việt Nam, người đã miệt mài cống hiến nhằm giới thiệu văn hóa và âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với thế giới. Xúc động trước sự ra đi của giáo sư Trần Văn Khê, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã ghi sổ tang khẳng định giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, người cả đời đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, góp phần to lớn trong việc truyền bá văn hóa Việt Nam bằng trí thức âm nhạc. Trí tuệ, tài năng, tâm huyết và sáng tạo của ông mãi mãi là tài sản quý báu của văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2014, chỉ có khoảng 1% doanh nghiệp trên cả nước đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Cả giai đoạn 2008-2013, chỉ có khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Những con số này cho thấy việc cải thiện chính sách để thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và khu vực nông nghiệp nông thôn đã trở nên quan trọng và cấp bách. Đây cũng là nội dung của hội nghị về tăng cường đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 6. Đại đa số các ý kiến tại hội nghị cho rằng đang thiếu một hệ thống chính sách ổn định, nhất quán và hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp về với khu vực nông nghiệp nông thôn. Có 4 nút thắt lớn cần phải giải quyết, đó là cơ chế vay vốn, việc thu xếp quỹ đất, các chính sách về thuế và việc chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Nông nghiệp là rủi ro do thiên tai, do biến đổi khí hậu, do dịch bệnh, do đủ mọi thứ. Thế thì cái rủi ro này doanh nghiệp cái hiệu suất lợi nhuận trên vốn không cao, cho nên người ta không đầu tư nông nghiệp. Người ta sợ nhất là đảo lộn, mà sự đảo lộn đó các cái nhà đầu tư, mà đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lâu dài, họ gọi là rủi ro về chính sách. Rủi ro chính sách là cực kỳ lớn, mà rủi ro chính sách nó rơi vào cái gì? Chủ yếu là ít nhóm. Theo đại diện Ngân hàng Thế giới, tại các quốc gia thành công trong việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đầu tiên là phải xác định được những lĩnh vực ưu tiên để tập trung nguồn lực. Mặc dù vậy, tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Doanh nghiệp phải chủ động. Vậy chủ động ở đây là gì? Tức là chủ động ở đây là phải có những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh và đặc biệt là ý tưởng và phải là có các cái dự án. Cái khả năng quản trị dòng tiền của doanh nghiệp là cần phải được nâng cao hơn nữa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định chính phủ sẽ có sự cân nhắc để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư vào nông nghiệp. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng việc thu hút doanh nghiệp về với nông nghiệp nông thôn cần phải đặt trong mối quan hệ tổng thể với các thành phần khác của nền kinh tế như kinh tế tập thể, kinh tế hộ. Quan trọng nhất là các doanh nghiệp cần phải phát huy hơn nữa sự sáng tạo của mình để vượt qua khó khăn hiện nay. Kinh nghiệm chúng ta cho thấy nếu bất cứ ngành hàng khác nào khác chúng ta chỉ ngồi đợi chính phủ đưa ra quy hoạch, định hướng, hỗ trợ xong rồi cứ thế mà làm là thất bại. Chúng ta đã làm rồi, trong quá khứ chúng ta đã làm rất nhiều năm rồi. Phải phát huy vai trò các hiệp hội ngành hàng và phát huy cái sự liên kết của bản thân doanh nghiệp chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta thất bại là vì cái liên kết giữa thị trường, chế biến, rồi là sản xuất, rồi là người nông dân. Nhưng mà cái liên kết giữa các doanh nghiệp chúng ta cũng còn rất yếu. Không ai muốn hợp tác với ai cả. Để đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập nhóm thu hút đầu tư nông nghiệp nông thôn với sự tham vấn chính sách của 30 doanh nghiệp nông nghiệp nòng cốt. Việc thu hút các doanh nghiệp lớn lúc này là hết sức quan trọng để tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên chính sân nhà. Tổng kết 6 tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, thì nhập khẩu nông sản đã lên đến hơn 11 tỷ. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 6, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và kho ngoại quan dự trữ xăng dầu quốc gia. Dự án cảng dịch vụ Phú Quốc được xây dựng trên tổng diện tích 180 ha
với tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Cùng với đó, kho ngoại quan dự trữ xăng dầu quốc gia có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng kho chứa, bến phao để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000 tấn và cầu cảng để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 tấn. Đây là hai trong số chuỗi dự án khí lô B thuộc vùng biển phía Tây Nam của Việt Nam với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực Tây Nam Bộ. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp nước ngoài đang quan tâm và lo lắng hiện nay là việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam. Dự thảo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nhập khẩu chỉ được phép nếu thời gian sử dụng của thiết bị đó không quá 10 năm tính từ năm sản xuất hoặc chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu là 80% trở lên. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp nước ngoài thì thông tư này có nguy cơ ngăn cản hoạt động đầu tư của họ vào Việt Nam. Seiko là tập đoàn Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại khuôn mẫu cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại đây, 100% máy móc thiết bị, từ máy khoan, máy phay đến máy tiện, đều được nhập về từ Nhật. Dự thảo sửa đổi thông tư 20 quy định, việc nhập khẩu chỉ được phép khi máy móc sử dụng chưa quá 10 năm, hoặc chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. Như vậy, nếu xét về tiêu chí số năm đã qua sử dụng, thì toàn bộ số máy móc trên đều không đủ chất lượng, bởi hầu hết đều đã được sử dụng trên 20 năm. Còn với tiêu chí còn lại là chất lượng, doanh nghiệp cho biết khó có thể xác định chính xác chất lượng còn lại bao nhiêu phần trăm. Chúng tôi thừa nhận rằng máy càng mới thì càng tốt, nhưng máy móc của chúng tôi ở đây vẫn hoạt động rất tốt. Vì sản phẩm của chúng tôi là khuôn mẫu, nên bản thân máy móc bắt buộc phải vận hành chính xác thì mới có thể đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật cho sản phẩm. Hơn nữa, đối tác của chúng tôi là Nhật Bản rất khó tính, nên không thể có bất cứ sai sót hay lỗi gì về sản phẩm. Tại diễn đàn doanh nghiệp năm 2015 mới diễn ra, các doanh nghiệp Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đã thẳng thắn kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, hạn chế trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp đều có cùng ý kiến. Quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị mà Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang dự thảo là chưa phù hợp và khá khắt khe so với các nước. Tôi thắc mắc là nếu những cỗ máy này vẫn đang vận hành tốt ở Hàn Quốc, Đức hay Malaysia, thì tại sao khi mang về Việt Nam, chúng lại không thể vận hành tốt? Vấn đề thứ hai là cơ quan nào sẽ thẩm định chất lượng? Liệu cơ quan này có thực sự hiểu về máy móc hơn những kỹ sư ở các doanh nghiệp, người trực tiếp làm việc với máy móc trong hàng năm trời? Tôi khẳng định là không. Cộng đồng các doanh nghiệp còn đưa ra một bản tổng hợp ý kiến và đề xuất với dự thảo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ lên tới hàng chục trang, chủ yếu là của doanh nghiệp và các hãng luật sư nước ngoài, nhiều nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia thuộc diện đứng đầu về lượng vốn FDI tại Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có ý định chuyển nhà máy từ Việt Nam sang các quốc gia khác. Khó khăn trong việc dịch chuyển các thiết bị đã qua sử dụng từ nước khác sang Việt Nam là một trong những rào cản lớn nhất. Tất nhiên, dự thảo thông tư 20 sửa đổi có lý của mình, trong đó nhằm tránh lợi dụng để đưa công nghệ cũ vào, biến Việt Nam thành bãi rác thải của thế giới. Bởi vậy, cần xét đến các yếu tố để hài hòa lợi ích các bên, đảm bảo hấp dẫn về môi trường đầu tư. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được ký kết, đang đem lại cơ hội đầu tư lớn tại Việt Nam cho giới doanh nhân các nước thuộc Liên minh này. Ngoài Nga, thì các doanh nghiệp Belarus cũng đang có những kế hoạch tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tại Việt Nam. Đón đầu được cơ hội này thì từ đầu tháng 7 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức miễn thị thực nhập cảnh với thời hạn 15 ngày cho công dân của Belarus nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân của nước này tới đầu tư tại Việt Nam. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết. MAS, tức nhà máy ô tô Minsk, là doanh nghiệp của Belarus đang hoạt động tại Việt Nam. Các chuyên gia của MAS thường bay sang Việt Nam trong những chuyến công tác ngắn ngày. Và mỗi lần như vậy, văn phòng đại diện của MAS tại Việt Nam phải gửi giấy mời về Belarus để người của mình có thể xin visa nhập cảnh Việt Nam. Ai cũng biết rằng trước khi nhập cảnh thì phải làm các thủ tục xin cấp visa và thường phải chờ đợi, khá mất thời gian và cả mất tiền nữa. Còn đối với những doanh nghiệp Belarus muốn tìm kiếm những cơ hội hợp tác tại Việt Nam, thì thủ tục xin visa cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Thủ tục xin visa nhanh nhất là một tuần nếu làm gấp, còn trung bình phải khoảng một tháng. Với đặc thù công việc của doanh nghiệp thì khó có thể biết trước được chính xác lúc nào cần phải đi, hay thậm chí có thể phải đi gấp. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây,
thì những quyển hộ chiếu Belarus sẽ không cần dán tờ visa Việt Nam như thế này nữa, và công dân Belarus có thể nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn 15 ngày mà không cần phải làm thủ tục xin và chờ cấp visa. Việc miễn visa khi nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn 15 ngày được áp dụng cho mọi loại hộ chiếu Belarus và mục đích nhập cảnh. Chế độ miễn visa này được Việt Nam thực hiện trong 5 năm và sau đó sẽ được xem xét để áp dụng dài hạn hơn. Thật là tuyệt vời. Với sự thay đổi này thì công dân Belarus chúng tôi sẽ tới Việt Nam thuận tiện hơn và điều này sẽ có lợi cho doanh nghiệp hai nước. Hiện nay, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Belarus, sẽ bắt đầu đi vào hiệu lực. Nên tất nhiên, ngày càng nhiều doanh nghiệp Belarus muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam và nhiều doanh nghiệp sẽ bắt đầu bước chân tới Việt Nam. Việc miễn visa sẽ làm cho việc đầu tư vào Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Vào cuối năm ngoái, thì phía Belarus đã đơn phương rút gọn thủ tục khai báo xin cấp visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Và thông tin về việc Việt Nam miễn visa có thời hạn cho công dân Belarus đã ngay lập tức được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Bộ Ngoại giao và nhiều tờ báo của Belarus. Bộ Ngoại giao Belarus đánh giá quy định mới này là một bước hiệu quả để hai nước phát huy những lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà trong đó Belarus là một thành viên. Còn tại thị trường trong nước thì hiện đang có rất nhiều thương hiệu túi da thủ công made in Việt Nam ra đời. Những sản phẩm này không đơn thuần là hàng hóa trao đổi thương mại mà còn có giá trị về mặt nghệ thuật, phản ánh sự khéo léo tỉ mỉ của người thợ. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này đang gặp không ít những khó khăn khi tìm kiếm thị trường và khẳng định thương hiệu của mình. Những vị khách này đang chọn cho mình những chiếc túi da để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Sự lựa chọn của họ hôm nay không giống mọi ngày, vì đây là những chiếc túi da thủ công được khâu và may trong một con phố ở Hà Nội. Mình thấy túi chất lượng hơn hẳn cái hàng Quảng Châu rất là nhiều. Mình thấy dùng hàng Việt Nam rất là thuận tiện cho với cả hợp với cả giá cả các thứ với người tiêu dùng của người Việt Nam mình hơn. Việt Nam là một nước được đánh giá có lực lượng lao động dồi dào và kỹ năng tay nghề cao, trong khi đó sản phẩm thủ công túi sách lại đòi hỏi sự khéo léo, tinh xảo của người thợ. Vì vậy, mặt hàng túi sách gia công thủ công mỹ nghệ được đánh giá là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thiện một chiếc túi da thủ công như thế này thì người thợ phải trải qua các công đoạn từ thiết kế, pha da, cắt, sơn, lên phụ kiện và may hoàn chỉnh. Và đối với một người thợ lành nghề thì cần từ 7 ngày cho đến nửa tháng để hoàn thiện một sản phẩm tùy theo mức độ phức tạp của nó. Tuy nhiên, do là sản phẩm mới, các cơ sở sản xuất túi tư nhân gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khâu phân phối và xây dựng thương hiệu. Thương hiệu này là mình mới mở, mình mới ra thị trường, chưa nhiều người biết đến. Thế thứ hai nữa là cái thị hiếu của người Việt thì chưa chú trọng, mà họ cũng chưa ưa chuộng, chưa thích dùng hàng của người Việt sản xuất. Thứ ba nữa là bây giờ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông thì giá cả để chi phí cho các vấn đề quảng cáo nó cũng rất là đắt đỏ. Chuyên gia cho biết, các cơ sở doanh nghiệp hiện nay cần đẩy mạnh việc tạo nên trào lưu để kích cầu, đồng thời kết nối cộng đồng để gây dựng tên tuổi cho mình. Theo tôi, trước nhất ý, là chúng ta cần phải có cái sự kết nối cộng đồng. Ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải tham gia các cái hoạt động, ví dụ như tham gia các cái hiệp hội chuyên ngành. Thì thông qua hiệp hội chuyên ngành thì các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các cái thông tin, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước. Theo thống kê, năm 2014, ngành túi sách tăng trưởng 35%, hứa hẹn tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo. Với tính độc đáo, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, sự xuất hiện của một số thương hiệu túi da thủ công như Ponaga, Elmi cho thấy một xu hướng sản xuất mới của doanh nghiệp tư nhân. Chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp này còn cần thời gian và nỗ lực hơn nữa để có thể khai thác tốt thị trường trong nước, tạo điều kiện vươn ra với thế giới. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tôn vinh giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, cũng là nơi hình thành nhân cách của con trẻ. Triển lãm mỹ thuật đương đại Việt Nam tại Đài Loan, dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam đậm nét là yếu tố thu hút được sự quan tâm của khách tham quan. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 6 là ngày Gia đình Việt Nam. Nhân ngày này, thì Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình Trẻ 2015 với nhiều hoạt động tương tác nhằm giáo dục cuộc sống văn hóa trong gia đình trẻ.
với những câu chuyện hóm hình, diễn đàn văn hóa gia đình trẻ thời hiện đại là nơi các bạn trẻ có thể chia sẻ những thắc mắc về cuộc sống gia đình, giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân. Nhiều trò chơi hoạt động như là tranh cát, tô tượng, làm gốm hoặc các trò chơi gắn với công việc thường ngày như nấu cơm, xếp quần áo cũng đã giúp cho các gia đình trẻ thêm gắn bó. Nhân dịp này, 24 gia đình cán bộ đoàn trẻ tiêu biểu có cuộc sống hạnh phúc đã được tuyên dương nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, văn hóa, tích cực tham gia hoạt động xã hội cùng chung mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và tiến bộ. Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay tiếp tục là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình đầm ấm. Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, chính những bữa cơm sum vầy hàng ngày lại là yếu tố làm nên những điều ý nghĩa và tốt đẹp như việc giáo dục con cái, gắn kết các thành viên trong gia đình. Thất bại rồi cũng thành công. Cô bé Linh hôm nay cùng bố tham gia lớp học nấu ăn dành cho các gia đình. Em muốn mình sớm nấu ăn ngon, bởi bữa ăn gia đình, nhất là bữa ăn tối rất đặc biệt. Trong mỗi bữa tối thì cả nhà có cơ hội nói chuyện với nhau, nói về công việc, về việc học tập. Và điều con thích nhất đó chính là mỗi câu chuyện, nghĩa là ngày nào cũng vậy, ngày nào ai cũng có câu chuyện riêng của mình và rất là thú vị. Anh Minh làm công việc kinh doanh, điều khiến anh có thể từ bỏ những bữa nhậu với bạn bè trong ngày nghỉ cuối tuần để đi học nấu ăn là đây. Bình thường nếu mà khi tôi chia sẻ với các con mình ý, những cái bài học bằng, nếu mà tôi nói bằng lời nói ý, thì tôi thấy rất là kém hiệu quả. Nhưng khi tôi chỉ cần nấu một vài món ăn cho các cháu ý, thì tự nhiên các cháu nhảy vào ôm vào bố ơi cho con ăn như thế này thế kia, là cái mà kết nối của tôi với các cháu ý, nó gần gũi hơn hẳn từ khi mà tôi thường xuyên tôi vào bếp. Trong một gia đình có tới 5 thế hệ cùng chung sống như nhà ông Truyền, ngày nào cũng có một bữa ăn chung của 14 thành viên là điều không đơn giản. Nhưng nhất thiết hàng tuần, ông đều yêu cầu cả nhà phải có ít nhất một bữa ăn chung. Những nguyên tắc cũng được đặt ra để bữa cơm gia đình thực sự là phút giây hạnh phúc của cả nhà. Có tụi tôi là năm nay là 93 cái tuổi. Thế thì các con, các cháu cắt đến là như thế này. Trước bữa ăn là như thế này, các con, các cháu phải chào cụ trước, sau ông bà. Trong cái bữa ăn ấy thì như thế này, trật tự như thế này. Các cái chuyện mà như thế là trong gia đình, ví dụ các con các cháu xích mích với nhau là như là tôi đều phải có hướng dẫn cho các con các cháu trước nữa. Không phải ngẫu nhiên mà năm nay Ngày Gia đình Việt Nam lại tiếp tục lấy chủ đề là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Thì cái Ngày Gia đình này cũng là mong muốn đến tất cả mọi người là phải có sự quan tâm, chia sẻ, rồi hướng về gia đình để mà động viên lẫn nhau, đặc biệt là trong cái việc giáo dục, lối sống cho cái thanh thiếu niên. Một bữa ăn ngon do chính những nỗ lực của các thành viên trong gia đình. Một sự quan tâm nho nhỏ. Chẳng bài học giáo dục nào lại cụ thể hơn qua cách mọi người chăm sóc nhau từ chính bữa cơm gia đình. Sự bền vững từ gốc rễ. Trong những ngày này, triển lãm mỹ thuật đương đại Việt Nam đang được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Đây là ý tưởng của một nghiên cứu sinh người Đài Loan nhằm quảng bá mỹ thuật đương đại của Việt Nam. Triển lãm trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ thuộc thế hệ họa sĩ thứ 3 và thứ 4 của mỹ thuật đương đại Việt Nam, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố, những người đam mê hội họa. Triển lãm trưng bày gần 50 tác phẩm tranh sơn dầu, sơn mài và acrylic. Trong những tác phẩm của mình, các họa sĩ Việt Nam sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để kể những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian của dân tộc Việt, cũng như khắc họa phong cảnh thiên nhiên, con người trong xã hội Việt Nam hiện nay. Màu sắc sinh động, dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam đậm nét là những yếu tố thu hút khách tham quan. Tôi thấy tranh của tác giả Việt Nam có một chút gì đó khác với các tác giả Đài Loan. Tôi thích nhất là bức tranh có hình ảnh ba cô gái. Bắt đầu nhìn thấy bức tranh này, tôi đã tưởng là tranh trừu tượng. Nhưng khi xem kỹ hơn, thì tôi thấy được hình dáng khiêu vũ của những cô gái rất sinh động. Nội dung triển lãm rất phong phú. Ở đây trưng bày tác phẩm của 10 tác giả. Đáng chú ý là trong đó có một số tác phẩm tranh sơn mài. Đây là những tác phẩm mà chúng tôi ít có cơ hội được chiêm ngưỡng. Triển lãm này là ý tưởng của một nghiên cứu sinh người Đài Loan đang theo học tiến sĩ ngành Việt Nam học tại Việt Nam. Đề tài luận án tiến sĩ mà anh nghiên cứu là lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Cái triển lãm này mình đã tập trung vào những mỹ thuật trong thời kỳ đổi mới.
Và mình tập trung là chủ yếu là những họa sĩ đến thế hệ thứ ba và thế hệ thứ tư về câu chuyện dân gian hoặc là chuyện cổ tích, thậm chí là sử dụng những cái hoa văn chi tiết của những cái tranh tôn giáo truyền thống của người Việt Nam, nhưng mà lại thông qua cái xử lý của họa sĩ lại thể hiện ra một một cái hơi thở của thời hiện đại, thời đương đại. Ngoài tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp, triển lãm còn dành một góc để trưng bày những bức tranh do chính các em nhỏ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam vẽ. Đây là kết quả của chương trình dạy mỹ thuật từ thiện Mountain Star dành cho các em nhỏ huyện Quản Bạ do anh Vĩ khởi xướng và được thực hiện với sự góp sức của các họa sĩ Việt Nam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6. Khi triển lãm kết thúc, những bức tranh của các em sẽ được bán đấu giá. Số tiền bán tranh sẽ được dùng để giúp đỡ các trẻ em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Sau hơn một tháng làm việc, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội biểu quyết thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến 15 dự án luật, thông qua 4 nghị quyết chuyên đề. Đây không chỉ là sự tiếp tục hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp và cuộc sống, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng của Quốc hội cho một nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2016. Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam lần thứ 7 và hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế AIA-Awadi-Chao-Phraya-Mekong lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tham dự các hội nghị, đoàn Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, nâng cao vị thế của Việt Nam, thể hiện vai trò dẫn dắt trong hợp tác Mekong và củng cố quan hệ với các nước trong khu vực, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Myanmar. Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm nay là 6,28%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong nửa đầu năm nay tăng trên 20%. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động giảm nhẹ so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định xu hướng hồi phục của nền kinh tế. Sáng ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam 2015 với chủ đề Công nghệ thông tin và quản trị thông minh đã chính thức khai mạc. Với 4 tọa đàm chuyên đề, diễn đàn năm nay tập trung trao đổi về các giải pháp công nghệ thông tin nhằm giải quyết các vấn đề nóng của xã hội như dịch vụ công, y tế, bảo hiểm xã hội, giao thông, đô thị và nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Trưa ngày 24 tháng 6, cơn bão số 1 có tên quốc tế là Kuchira đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới các địa phương miền Bắc. Tính đến chiều ngày 26 tháng 6, bão số 1 và hoàn lưu sau bão đã khiến 11 người thiệt mạng, 6 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập, nhiều hecta hoa màu bị nước cuốn trôi. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Rạng sáng ngày 24 tháng 6, người nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê đã qua đời ở tuổi 94 sau gần một tháng chữa trị tại bệnh viện. Giáo sư Trần Văn Khê là cây đại thụ trong giới học thuật liên quan đến âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ông cũng là người giúp thế giới biết đến nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam. Bản tin thời sự ngày 28 tháng 6 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt.